Vâng, em ô tô xin kính chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho bác xem và tham khảo mẫu xe Dai Urgenta nhé. Được phủ một sơn ghi bạc, nhìn rất là sáng sủa luôn. Vậy sau đây mời các bác cùng em xem tổng thể xe này. Dạ vâng, em là ô tô chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay hãy đăng ký kênh và ấn thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhé. Bên em rất là nhiều xe, ngày nào cũng xe về nên là các bác quan tâm hãy đăng ký kênh của em để những cái video là em đưa được cái là các bác là bắt được ngay nhé. Dạ vâng, một mẫu Dai Urgenta rất là đẹp các nhé, rất là đẹp luôn. Đó, tất cả đây các bác nhìn form của nó còn rất là căng không nhá, form nó nhìn rất là căng, tất cả đây đèo xe không nhá, đèo xe từ phần mạng chrome này còn là rất là sáng sủa này. Đó, form nhìn nó rất là căng luôn, các bác nhìn ạ, form nó còn rất là đẹp không nhá. Dai Urgenta, một cái mẫu xe khá nổi tiếng đến thương hiệu của Hàn Quốc không nhá, được rất nhiều người yêu thích. Tại sao? Bản thân của nó là phụ thùng rẻ dễ thay, tiết kiệm nhiên liệu. Còn nội thất của nó đây các bác nhìn ạ, nội thất đẹp không nhá. Nói chung là một cái mẫu xe này động cơ 1.5 có nhá, nên là mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả điều hòa. Nội thất sáng sủa không nhá, nội thất sáng sủa. Còn táp lô đấy ạ, khá sạch đẹp luôn các bác nhá. Chân nguyên bản chân lỉ các nhé. Dạ vâng, đây là mẫu Dai Urgenta sản xuất năm 2008 các nhé, 2008. Từ cái chốt bản lề đây, các bác nhìn nhé, mới rất là mới này, còn vàng rất là đẹp. Còn táp ly đây, đó. Phần gỗ này, nội thất sáng sủa các bác nhé. Vậy các bác là xa có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để cọc mẫu xe này nhé. Các bác xem từ phần đằng sau này. Có hai cái loa và lỉ nguyên bản trong xe này. Xe đẹp xe luôn các bác nhé, đèo xe. Form của nó còn rất là căng nhé, form nó còn căng nét luôn các bác. Form dáng đẹp, sedan hai đầu. Một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc các bác nhé. Nói chung là dòng này form đẹp, lành xe các nhé, dòng này rất là lành, lành luôn. Đó, phụ tùng rẻ dễ thay, form dáng đẹp mà giá cả bình dân thôi, đúng không ạ? Tiết kiệm nhiên liệu. Vậy các bác nào xa liên hệ cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để cọc mẫu xe nhé. Dai Urgenta các bác nhé, Dai Urgenta sản xuất năm 2008 các bác nhé, 2008. Xe nói chung là tương đối đẹp các bác nhé, tương đối đẹp, đèo xe các bác nhé. Chắc là đèo xe rồi, lốp láp còn mới không nhé, lốp mới cả dàn nhé. Lốp mới cả dàn này. Đó, đây cho bác xem cái khoang cửa đồ sau, để bên này đây các bác nhé. Đôm đây sáng sủa đúng không ạ? Xem cái trong này đây, cốp phải đồ đây. Cốp đồ của Urgenta rất là rộng quá nhé, rất là rộng này. Đó, tất cả lý lịch của nguyên bản theo xe hết các nhé. Bên dưới đây, bên dưới đây khá sạch đẹp các nhé. Đây các xem này, cứng đét luôn các nhé, con này rất là rắn xe luôn, rất là đẹp các nhé. Ok các xem, khá là sáng luôn các nhé. Nói chung là con xe này đẹp tương đối luôn, rất là đẹp luôn. Máy chất các bạn, máy chất. Ok, sau đây em cho bác xem phần khoang máy động cơ nhé. Là ra lúc của này tương đối đẹp đúng không ạ? Vậy các bác nào xa có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0926 836 686 và 0783 135 686 để cọc mẫu xe nhé. Em là Minh, chuyên mua ô tô cũ toàn quốc. Các bác thấy hay hãy chia sẻ giúp em cho mọi người xem nhé. Và hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để những cái video nào em đưa lên cái là các bác đã bắt được ngay nhé. Đó, bên em rất là nhiều xe, ngày nào cũng xe về nên là các bác quan tâm thì hãy nhớ đăng ký kênh nhé. Để những cái video nào em đưa lên cái là các bác nắm bắt được ngay nhé. Đó. Địa chỉ em ở thôn Hạ Lạc, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang các nhé. Đó, xem máy của nó đây. Máy của nó thì không được phép chê rồi. Máy lỗ êm thôi nhé, sạch sẽ, khô ráo. Đó, không bị dầu mỡ gì. Các bác nghe máy lỗ thế nào? Rất là êm thôi nhé.
Nói chung là máy con này lổ chất các nhá, máy chất, máy lổ chất luôn. Khá là ok các nhá. Tất cả đây phần mạng gương này họ đã ốp mạng Linux rồi các nhá. Rất là ok luôn. Dạ bác, đó là tổng thành xe đai Uyentra sản xuất năm 2008 các nhá. Vừa nữa mình ô tô thì thành cái ôm các bác đã quan tâm và xem video nhé. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào từ các bác.